Mỹ vừa hoàn thành chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden, kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Giờ đây, chúng ta có thể trả lời với gia đình của những người bị Al-Qaeda sát hại. Công lý đã được thực thi. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố công lý đã được thực thi. Bin Laden đã phải trả giá cho những tội ác kinh hoàng mà hắn đã gây ra. Thế nhưng mà 5 năm trôi qua kể từ khi chùm khủng bố bị tiêu diệt, thì mối nguy từ chủ nghĩa khủng bố vẫn không ngừng gia tăng. Quý vị đang theo dõi Chuyển động 24 giờ và tôi là Ngọc Trinh. Tiêu diệt được chùm khủng bố là thành quả của quá trình chấp nhận mạo hiểm và tìm kiếm trong nhiều năm. Mở đầu phần tiêu điểm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về những con người đứng đằng sau thành công của chiến dịch này. Đây là bức hình nổi tiếng tại phòng tình huống, nơi mà chuyên xử lý các vấn đề khẩn cấp của Nhà Trắng. Tuy nhiên, để đi đến quyết định thực hiện chiến dịch đột kích tại Pakistan, thì chính phủ của ông Obama đã phải gạt bỏ những giả thuyết vốn được tin tưởng về nơi ẩn náu của chùm khủng bố. Không có nhiều người nghĩ rằng kẻ đứng đầu danh sách truy nã của Mỹ lại sống ngay giữa khu dân cư như vậy. Mùa hè năm 2010, tình báo Mỹ lần đầu tiên nhận được thông tin về vị trí của chùm khủng bố Osama bin Laden. Không lâu sau, các dấu vết hướng tới một tòa nhà kín cổng cao tường tại thành phố Abbottabad, Pakistan. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một người đàn ông cao giáo đi lại trong sân nhà. Và tất nhiên, chất lượng hình ảnh không đủ tốt để có thể biết chính xác đó có phải là bin Laden hay không. Chúng tôi chỉ nắm được 50-50 khả năng nhận diện đó là bin Laden. Rất nhiều cuộc họp tối mật đã diễn ra tại căn phòng này. Và vào một ngày giữa tháng 4 năm 2011, Tổng thống đã triệu tập hội đồng cố vấn cao cấp để thảo luận lần cuối cùng về quyết định có mạo hiểm thực hiện cuộc đột kích hay không. Ý kiến của tôi lúc đó là hãy tiến hành chiến dịch, vì tôi tin bằng chứng đã đủ thuyết phục, đó là bin Laden. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ là ông Robert Gates thì ủng hộ cho việc sử dụng tên lửa, tiêu diệt từ xa mà không cần đến đội đặc nhiệm. Còn Phó Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thì phản đối và muốn chờ đợi thêm thông tin chính xác hơn. Sau khi nghe ý kiến các bên, Tổng thống Obama cho biết cần thêm thời gian suy nghĩ và sẽ quyết định vào sáng hôm sau. Tổng thống trở về dùng bữa tối với gia đình và đến thẳng phòng làm việc ngay sau đó. Tôi chắc chắn đã không ngủ được vào tối hôm đó. Chúng tôi đã chuẩn bị suốt nhiều tháng qua, và vào thời điểm đó, tôi đã phải đưa ra một quyết định và cầu nguyện. Và đội biệt kích được lệnh hành động. Tất cả chúng tôi lúc đó đều nín thở. Không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng. Không có từ nào có thể diễn tả được. Mọi sự chú ý đổ dồn vào từng hành động của đội biệt kích. Tôi nhớ có lúc mình quay ra, chỉ thấy Tổng thống ngồi im như thế này. Bất động. Và trong chiến dịch này thì cũng phải kể đến một nhân vật mà đóng góp then chốt cho chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden mà ít người biết đến. Đó chính là bác sĩ người Pakistan có tên là Shakil Afridi. Ông này đã giúp cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA xác định được nơi mà chùm khủng bố ẩn trốn. Tuy nhiên sau khi chiến dịch này thành công thì vị bác sĩ này gần như đã biến mất và gần như là bị lãng quên. Ông ấy đã ở đâu trong suốt quãng thời gian qua là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Đằng sau bức tường dây thép gai của nhà tù Pakistan, bác sĩ Shakil Afridi vẫn bị giam cầm. 5 năm trôi qua, nhưng bác sĩ Shakil vẫn không được một lần nào gặp mặt luật sư của mình. Gia đình ông cảm thấy thực sự tuyệt vọng. Tôi không còn hy vọng gặp lại em trai mình nữa, cũng chẳng mong đợi gì vào công lý. Họ đâu có thừa nhận quyết định của tòa án tối cao, chẳng còn lời nào để nói nữa. Để hỗ trợ CIA, xác minh Bin Laden có thực sự sống trong căn nhà kiên cố tại Abbottabad hay không, bác sĩ Saki đã dựng lên một kế hoạch tiêm chủng trong khu vực. Mục đích là để lấy mẫu ADN của gia đình chùm khủng bố. Nhờ có mẫu ADN này mà tình báo Mỹ đã củng cố thông tin gần như chắc chắn Bin Laden đang nương náu tại đây. Tuy nhiên, vài tuần sau cuộc đột kích, tình báo Pakistan bắt giữ bác sĩ Saki với cáo buộc tài trợ nhóm phiến quân đối lập. Không có nhiều thông tin về phiên tòa xét xử, nhưng vị bác sĩ, người hùng thầm lặng trong chiến dịch truy bắt chùm khủng bố, bị tuyên án 23 năm tù. Tôi nghĩ để cứu bác sĩ Saki, Mỹ và Pakistan cần ngồi lại đàm phán với nhau, không thì chẳng còn cách nào khác. Có thể nói khả năng vị bác sĩ này được thả là khó xảy ra. Nhiều ý kiến còn bày tỏ lo ngại,
với vai trò của mình trong chiến dịch, thì ngay cả khi được thả đi chăng nữa, mạng sống của vị bác sĩ này sẽ luôn bị các thế lực thù địch đe dọa. Vâng, rõ ràng là công lý thì cũng vẫn phải còn chờ đợi để người bác sĩ này được tự do. Có một điều mà rất rõ ràng là đến tận ngày hôm nay, sau khi Bin Laden bị tiêu diệt, thì tình hình an ninh tại Pakistan chưa bao giờ lắng dịu. Những vụ tấn công trả đũa của các phần tử cực đoan đã khiến cho cuộc sống của những người dân nơi đây không một ngày nào bình yên. 5 năm trước, nhiều người Mỹ hò reo với tin Osama Bin Laden bị tiêu diệt. Nhưng Pakistan thì lo. Nỗi lo của họ hoàn toàn đúng, bởi từ sau ngày 2 tháng 5 năm 2011, số vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào phần tử khủng bố không ngừng tăng lên. Đánh bom tự sát khắp Pakistan, trung bình mỗi tháng lại có 2 vụ quy mô lớn. Là một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, hơn 5.000 quân nhân Pakistan đã thiệt mạng, thiệt hại kinh tế vào khoảng 68-69 tỷ đô la. Pakistan hy sinh rất nhiều. Đổi lại, chúng tôi nhận được gì? Bị chế giễu và luôn bị đòi hỏi phải đóng góp tích cực hơn. Bin Laden chết, nhưng chủ nghĩa khủng bố không chết. Với những ngổn ngang còn lại tại Pakistan, một bộ phận lớn người dân nơi đây cảm thấy không thể hài lòng. Đang có một tư tưởng bài Mỹ rất lớn ở Pakistan. Từ người dân cho tới giới truyền thông đều có xu hướng này. Không còn nhà lãnh đạo chính trị nào công khai ca ngợi Mỹ, vì họ biết sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận. Như vậy là cái chết của Bin Laden không thể giải quyết được triệt để vấn đề. Có thể cho thấy là có rất nhiều vấn đề mới đã phát sinh trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Và thiệt hại sinh mạng có lẽ là không thể đo đếm được. Các chiến dịch dài hơi thì tiêu tốn của con người không biết bao nhiêu tiền và cũng gây ra chia rẽ trong các mối quan hệ của ngay cả những quốc gia đồng minh. Rõ ràng, tiêu diệt Bin Laden là một điểm sáng trong cuộc chiến này, nhưng ý nghĩa của nó đến đâu thì thực sự vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Tuấn Trung, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ để có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin chào anh Tuấn Trung ạ. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi là theo anh thì ý nghĩa thực sự của việc Mỹ tiêu diệt được Bin Laden là như thế nào? Và đây có phải là cột mốc có ý nghĩa, có chiến lược và loại bỏ được nguy cơ là Al-Qaeda sẽ phát triển hay không? Vâng, đối với người Mỹ, ngày 1 tháng 5 năm 2011, khi Tổng thống Obama tuyên bố Bin Laden bị tiêu diệt, là ngày mà nước Mỹ trả được mối hận 10 năm trước, khép lại chương sử đau thương của vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9. Đây rõ ràng là sự kiện có ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với người Mỹ. Tuy nhiên, đối với cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động cũng kể từ sau vụ 11 tháng 9 cho đến nay, thì tiêu diệt Bin Laden chưa phải là bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược. Thực tế thì cuộc chiến này cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, thậm chí còn diễn biến phức tạp hơn. Loại bỏ Bin Laden không đồng nghĩa với việc tiêu diệt được phong trào thánh chiến mà ông này chỉ là một đại diện. Chị Ngọc Trinh. Vâng, rõ ràng là tổ chức khủng bố Al-Qaeda như là rắn mất đầu khi mà cái vị thủ lĩnh này bị tiêu diệt. Và giờ đây thì có vẻ như là đã bị IS lấn át. Thế nhưng mà qua thời gian thì tổ chức này cho thấy là sự linh hoạt hơn trong cơ cấu hoạt động. Và giờ đây thì Sharik Jawaharat là cái người nắm quyền chỉ huy Al-Qaeda. Và gần như là hắn dù xuất hiện công khai và cảnh báo là mở những chiến dịch tấn công vào các lợi ích của Mỹ và đồng minh Al-Qaeda, thế nhưng mà cũng đang không ngừng thay đổi với tham vọng trở lại vị thế của tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Mặc dù chịu sự cạnh tranh rõ rệt từ các nhóm khủng bố khác như IS và Boko Haram, nhưng các quân cờ của Al-Qaeda vẫn được giải khắp khu vực. Có thể so sánh Al-Qaeda như một Microsoft của giới khủng bố. Nó vẫn hiện hữu, nhưng tầm ảnh hưởng không còn mạnh mẽ như trước. Mặc dù vậy, những chân rết cầm đầu bởi những thủ lĩnh còn lại của Al-Qaeda vẫn không ngừng lên kế hoạch tấn công vào các nước phương Tây. Có thể kể đến tổ chức khủng bố mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Đây là một trong những lực lượng quy mô nhất chống lại quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bên cạnh đó, tổ chức Maghreb Hồi giáo, một chi nhánh khác của Al-Qaeda ở Bắc Phi, liên tiếp gây ra các vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào khách sạn và nhà hàng ở các nước Mali, Burkina Faso và bờ biển Nga. Tổ chức cố vấn tình báo Sufan của Mỹ nhận định. Và quan trọng hơn là tìm kiếm sự ủng hộ từ chính địa bàn chúng hoạt động, điều mà IS đang lãng quên. Các vụ tấn công ở Tây Phi khẳng định sự hiện diện và cho thấy chi nhánh Al-Qaeda đang không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng. Chúng muốn thách thức IS, đồng thời thể hiện sự đoàn kết của Al-Qaeda trước nguy cơ phân rẽ. Chiến lược của Al-Qaeda và IS khác nhau. Trong khi IS nôn nóng mở rộng tầm ảnh hưởng, vô hình chung tự biến mình thành mục tiêu thay thế trong chiến dịch tiêu diệt khủng bố của thế giới, thì Al-Qaeda âm thầm phục hồi và phát triển. Nói cách khác, cho dù kẻ từng được coi là linh hồn của Al-Qaeda Bin Laden không còn,
nhưng sức ảnh hưởng của tổ chức này sẽ vẫn còn tồn tại hàng thập kỷ nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với anh Tuấn Trung để đặt ra một câu hỏi thưa anh Tuấn Trung. Đó là cái sự ảnh hưởng của Al-Qaeda sẽ còn kéo dài hàng thập kỷ. Như vậy thì sau 5 năm thì nguy cơ an ninh với nước Mỹ giờ như thế nào? Vâng, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hồi tháng 2 vừa qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, ông James Clapper nhận định chưa bao giờ thế giới lại có nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan bạo lực như hiện nay. Phong trào thánh chiến này đã biến thể và lan rộng từ Tây Phi đến Trung Đông và Đông Nam Á. Nước Mỹ và thế giới giờ đang phải đối mặt với nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một nhánh nổi loạn từ Al-Qaeda, cường bạo hơn cả tổ chức của Bin Laden. Trong khi đó, Al-Qaeda cùng các chân rết lại chọn cách âm thầm phát triển, thấm dần vào các cơ sở xã hội tại những khu vực đang chìm trong nội chiến, mâu thuẫn xã hội, chủ nghĩa bè phái và chia rẽ tôn giáo. Đây chính là những mối đe dọa khủng bố hiện hữu cả trước mắt và lâu dài đối với nước Mỹ và thế giới nữa. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn Trung. Vâng, có lẽ là trong bối cảnh mà an ninh nhiều khu vực trên thế giới vẫn còn rất là phức tạp, xung đột phe phái thì liên miên, thì đây mới là môi trường cực kỳ thuận lợi cho các nhóm khủng bố phát triển. Và sau 5 năm Bin Laden bị tiêu diệt, thì hiểm họa khủng bố đã biến thể khác biệt và trở thành những lực lượng quy mô lớn hơn, tiếp tục đe dọa an ninh toàn cầu.